Chào các bạn nhé. Này mình xin hướng dẫn các bạn cách làm airdrop nhận được 6 đồng token Bit NFT. Một số thông tin về đồng token này. Số tổng cung phát hành của nó là 8.500.000 đồng Bit NFT. Số tài khoản hold đã có 1.252 tài khoản holder và đã phát sinh 2.868 lượt giao dịch nhé. Ok, thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website airdrop.net. Nên truy cập website được mình để phần dưới mô tả của video nhé. Sau khi đã vào được website, các bạn làm cho hai bước hướng dẫn thì bước hướng dẫn trên đã ra cho mình. Bước 1, các bạn sao chép quan trắc. Các bạn có thể sử dụng nút copy quan trắc nhanh ở đây. Sau đó các bạn quay sang link beta mark của phía trước đó của các bạn nhé. Các bạn thêm để ý các cần cho phí giúp mình. Ký hiệu Bit NFT viết hoa nha. Số thập phân của nó là 18. Các bạn nhấp tiếp theo và nhấp thêm token. Rồi sau khi đã thêm được địa chỉ token một tí, các bạn quay trở lại website crowdmart.net, truy cập vào bước 2 để nhận token. Rồi. Các bạn tiếp vào phần này cho mình nhé. Và làm nào các bạn dẫn cho mình bên dưới đây. Thì cái chương trình Airdrop nó sẽ kết thúc vào 123 ngày nữa. Nếu bạn có nhu cầu mua, bạn có thể bỏ ra một số vốn nhỏ 0.05 BNB mua cái đồng token này nhé. Không có tích chữ đâu dài. Các bạn nhấp vào đây cho mình. Làm 6 bit NFT, nó yêu cầu có đôi ví, các bạn nhấp tiếp theo và nhấp tới lỗi đôi ví của bạn ghi ra là 0.000605 BNB, các bạn nhấp xác nhận cho mình. Rồi giao dịch đang được xử lý nha. Các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website crowdmart.net để cập nhật những dự án miễn phí phần thưởng token mới nhất trên nền tảng Valent Smartchain nha. Nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch Valent, bạn có thể vào đây đăng ký để ủng hộ kênh để hưởng 20% phí giao dịch trọn đời nhé. Ngoài ra trên đây còn nhiều tài khoản giao dịch các sàn khác, các bạn có thể vào đây để đăng ký nhé. Rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách làm nhận được 6 đồng token Bit NFT. Các bạn có thể ủng hộ kênh một cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.